Karignac và team bạn khó bắt mình lắm trời. Đứt nhầm mục tiêu. Nhầm nhọt sang trồng trọt nào. Lướt hai lần nè. Tiếp tục thêm một thằng nữa ra đây. Thằng Karignac định vồ mình chứ. Kích hoạt cung tà ma oánh hồi máu. Hồi máu đấy. Ui. Này chắc chơi. Sao vậy? Anh vả được em đâu? Anh đừng có vả em kiểu vậy. Em buồn lắm. Triple kill rồi nè. Ở nhà mua dịch, mua hàng để shop lo, giao hàng tận nhà, thanh toán tận nơi, free ship áo Liên Quân, không áp dụng với áo 99k. Tặng ngay đôi vòng tay Liên Quân khi mua một áo thun. Tặng ngay nước rửa tay khô khi mua combo từ hai áo trở lên. Đặt mua ngay tại shopgthủ.com. Mình ở nhà một mình ít khi mặc áo lắm. Người ta gọi là cười trần luôn đấy. Đặc biệt là mùa hè. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Gờ Cầu Thủ Like của mình. Đi. Hôm qua lên tiếng Anh rồi mà. Đây nick khác em ơi, nick khác nha. Hôm qua lên tiếng Anh là nick khác, còn hôm nay là nick khác. Nhìn tên nick mà không nhớ ra à. Giang ai về chung lối ở sông hát nốt đi câu đấy đi rồi remix. Trời mang ánh sáng tư về trắng ai nền tưng tưng. Ôi trận này đánh Karignac à, cả Phanit từ xem tim. Ui tim bạn nó Karignac à. Ui cắt đây. Mà không sao, gặp mình tắt nắng hết. Đang không có bị lag các bạn ạ. Được cái là farm dừng rất là nhanh. Chuẩn bị gank này quý chị ơi. Mình chuẩn bị gank này quý chị ơi. Xong rồi đấy. Xong rồi xác định rồi đấy. Kìa, một chiêu nữa. Rồi. Chạy đâu hả? Làm sao mà chạy nổi. Nhanh chuẩn bị ăn dòng nào. Mid team bạn đi kiểu di chuyển rất là thông minh. Phát đấy, di chuyển kiểu đấy mình đánh giá cao là một người chơi có kỹ năng rất là bá đạo. Trời ơi, mười mấy giây nữa mới ra được cái con rồng cơ à. Đâu quá trời. Quánh này. Người đừng na. Nhân phẩm tốt nè, người ta phải băng trụ rồi đẳng cấp luôn, băng hết luôn. Ép trụ này đã rồi ăn rồng các bạn ơi. Theo như mình nghĩ là mình nên ép trụ này đã rồi ăn rồng các bạn ạ. Mấy ông này phải ép trụ xong ăn rồng chứ. Rồi bây giờ ăn rồng hợp lý này. Ôi tôi chết tôi rồi. Khổ báo quá. Cái con rồng nó còn ra vã trong phát nữa chứ. Mất xứ vừa xanh rồi. Hồ báo quá, mình cứ lăn chiêu hai của nó. Chuyển gian dòng đi không sao. Xin chào Nguyễn Dương nha. Lai chậm hả anh ơi, đâu có đâu. Lai đâu chậm đâu. Ủa nhìn à, thơm chưa. Uầy thơm chưa. Valet nó sẽ đứng bụi thứ hai này biến về các bạn, tin mình đi. Mấy thằng này nó lười lắm. Quánh đây, quánh được. Thôi vào đi. Cái con rồng này chưa ai ăn này. Chẳng là easy, các bạn đứng từ từ. Nhìn là biết liền. Ở đó bao nhiêu độ à? Theo dõi ở đâu vậy, năn nỉ luôn. Các bạn mod giúp mình, nói giúp mình là cái chỗ theo dõi chỗ nào với giao diện ở điện thoại đây. Giao diện điện thoại nó có dấu cộng đấy các bạn. Có nút theo dõi đấy các bạn ơi. Nào. Rồng đi. Đừng kéo con rồng ra xa nhá. Khiến nhiều khống chế phết. Nhà team có nhiều khống chế quá. Nắm khống chế các bạn ạ. Khó đỡ. Đợi mít nó đi qua đây thôi.
Trời ơi, lúc nào nó ủi cái trụ này nữa sao? Mình còn liềm các bạn, mình sẽ tự tin vào chỗ này để mình thủ cái trụ này. Tăng trụ à, máu thế. Không đỡ được cái trụ luôn. Hai nghìn tư vàng bằng tiền với thằng rừng đó. Từ từ rồi khoai sẽ nhờ. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Gà Cá Thủ Like của mình. Anh cởi áo ra đi. Cởi ra làm gì? Người ta phản cảm supply rồi mất xong rồi mình lại bị mất hợp đồng live stream bây giờ. Các bạn thích mà được hả? Không bao giờ gọi là thích mà được đâu nha. Lại hôn mình. Con kia đánh răng chưa? Lần nào hôn cũng bị làm choáng vậy. Thúi đến nỗi cả là bị choáng luôn các bạn à. Ok, ép. Đúng rồi. Hợp lý ngay. Bây giờ là phải lên ép sạch đi thẳng luôn chứ ngán gì. Chưa tâm hỏi lưu bố phát nào các bạn ạ. Đang có cắt đắc đây. Lưu bố này. Quất trụ này anh em ơi. Khổ thần thế. Đùa này sao đỡ. Chuẩn bị ra tạt thần ăn tạt thần luôn nha. Mình cầm cắt đắc là tin bạn khó bắt mình lắm trời. Lướt nhầm mục tiêu. Nhầm nhọt sang trồng trọt nào. Nhầm nhọt nào, lướt hai lần nè. Tiếp tục, thêm một thằng nữa ra đây. Ngang hà bưởi. Ngang. Lách, né. Thôi. Phí quen là cái đích thắc nó mang chuyển sinh để nó hồi sinh nhanh thế trời. Trời ơi. Xin chào Nguyễn Lên nha, đang tập trung chơi nên chưa đọc được các bạn à. Đang xử lý mà. Úi dồi, ADC nhập rồi à. Xin Z. Né dở, trả lách. Cả đấy thằng bọn nhảy làm sao mình đỡ nổi. Thằng bọn nó nhảy phát đấy làm sao đỡ nổi. Thôi cho team bạn ăn tí không lại kêu bắt nạt quá. Chuẩn bị ăn tà thần đi. Mấy giây nữa chuẩn bị ăn tà thần. Hello các bạn đã xem live cho mình xin một follow nha. Chưa ăn được này. Từ từ ăn. Rồi bây giờ ăn là hợp lý này. Ôi ôi, cá đích đắc biết rồi, nó biết ăn rồi. Xong rồi, thằng cá đích đắc biết ăn rồi. Nhanh các bạn ơi. Rất là sợ cái combo kiểu này nhá. Rồi. Lên. Bánh đi các bạn ơi. Mình ghim được cái người rồi này, bánh đi. Ôi, đen thế. Ô, không hiểu sao cứ đâm đầu ở trụ nữa. Lần đầu anh thấy anh yêu lòng. Là lần đầu tiên anh thấy. Đoạn này không thuộc. Ép trụ đi. Thế thằng Lữ Bố thì thủ sao nhỉ? Thủ sao? Cá đích tắc nó ra rồi nha. Cố gắng lấy một đường lý siêu cấp rồi té. Rồi. Có đề, mình được bắn rồi. Mình được bắn rồi. Thoải mái đi. Cái trụ này nó có xí máu này. Thế ạ. Thế là thành công rồi. Ép tiếp trụ khác. Một đường lý siêu cấp nha. Cứ ép vậy thôi. Highlight đi anh ạ. Đang highlight nè. Đi đi nào ơi. Vánh luôn. Ui nhầm. Ui trời ơi, quả lao vào gặp ngay luôn. Con kia nó hôn gió một phát là chết ngay. Xin chào Hiểu Chu nha. Xin chào các bạn. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ. Ô này lắm người mới xem nhờ.
Mình đang kéo danh nhá. Cuối tuần này thì mình có tổ chức event mọi người nhá. Chủ nhật, à đâu, mình sẽ lên thứ bảy. Thứ bảy tuần này mình sẽ tổ chức event. 11 giờ trưa bắt đầu, 10 giờ bắt đầu trên YouTube và 11 giờ trưa bắt đầu trên online. Chết rồi, lên nhầm đồ, may quá. Chưa lên đồ, may quá. Anh Funny à? Bạn đi lẻ rồi. Ông gấu ơi, đi chung cái coi. Bắt. Đơn giản như đan rổ, ép thẳng nó đi. Ép, còn một mình ấy. Ôi, tim nó ra nhanh thế nhở. Thề tim nó ra mắc nhanh luôn. Chả làm ăn được cái gì cả, lui. Ép đường này, lui, nhìn map. Ép đường khác thôi. Rồi cứ đẩy thẳng cái vậy, không cắt sạch được tim bạn khó đánh lắm. Em muốn tham gia event à. Thế đi đợi thứ 7 nhá, thứ 7 mới có. Thứ 7 mới có event. Cung tà ma đi. Không lên ấy nữa, lên cung tà ma vậy. Chuẩn bị ta thân này. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh của các thủ like của mình. Xin chào Việt Tạ nhá. Hôm nay rảnh thế trời. Ôi ôi, hôm nay để có thời gian ngồi vào xem live stream luôn. Chết tôi rồi, tôi có cung tà ma rồi, nữa làm sao nổi. Có cung tà ma rồi, tin bố tin bạn tuổi gì luôn đó. Tin bạn tuổi gì? Thằng cắt đắc định vô mình chứ. Kích hoạt cung tà ma oánh hồi máu. Ui, hồi máu này. Ui. Này sao chơi? Sao vậy? Anh vả được em đâu? Anh đừng có vả em kiểu vậy, em buồn lắm. Triple kill rồi nè. Quá đã kill trước mặt đâu rồi. Nhầm đấy, nhầm. Nhầm quá nhầm. Rồi ham cái quá đó. Ô chưa kịp tả thần, à chưa kịp tả dòng tiên phong. Ê bực thế nhờ. Mình tưởng mình bận mình tả rồi. Mình tưởng mình thả rồi cơ các bạn ạ. Mình tưởng mình thả dòng tiên phong rồi. Sao do mình ấn vào thả rồi mà. Ó chịu thật sự. Ép thế rồi. Do là thả rồi mà. Lại. Mất pen là dưới 200 ngày. Mày chạy đây bố, mày chạy đúng hướng rồi đấy. Khó hiểu. Ôi. Được thật sự các bạn ạ. Lại vì kéo dài trận đấu này ra. Thua ngược trận này đúng là nhục nhã. Từ từ các bạn ơi, đợi mình xíu mình ăn có nốt cái con này ấy. Lần đánh nhau tiếp. Hai con đấy rồi đó, hai con rồng tiên phong rồi ấy. Lên này, lên Thúy ơi em đâu rồi, Thúy ơi em đâu rồi, Thúy ơi. Lên. Ồ, cái giáp bảo mệnh mình chưa lên à? Tưởng giáp bảo mệnh lên rồi. Ui. Tao thì bắn cho cái sấp mặt luôn. Ui, cái chiêu cuối quân cả Phoenix này nó tạo ra làm chính mạng lắm an. Khó ép nhờ. Từ từ. Khó ép thế nhờ. Đánh với lết rồi nè. Ui, nó hôn cho cái nhớ nhau cả đời luôn. Ôi, gấu mở combat rồi, hay quá gấu ơi. Tuyệt vời. Thế, ui, đừng bắn free dã man luôn ạ. Cung tả ma ở đây. Ông đánh lại tôi cái. Ông đánh lại tôi cái. Cho cơ hội bao nhiêu lần rồi mà bên này. Bao nhiêu lần rồi. Xong. Ok, game thứ hai nhá. Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem livestream của mình. Các bạn xem livestream của mình cho mình xin một follow nhá cả các bạn nhiều.